Xin chào các bạn nhá. Bọn mình vừa có một chuyến đi rừng về các bạn ạ. Hôm nay thì nhà mình cũng có bán một con nhím nữa. Bọn mình sẽ làm một mâm cơm để anh em ngồi tổng kết chuyến đi dài ngày. Mời các bạn đồng hành cùng mình nhá, đồng hành cùng anh em bọn mình nhá. Video đi rừng thì do mình về muộn quá, thành ra là chưa có render được các bạn ạ. Hẹn các bạn vào những ngày tiếp theo nhé. Phải lấy cái loại lông đấy cơ. Cho lên cân rồi đây. Con này có 8 cân rưỡi đâu rồi. Chưa được quần còn gọn này nè. Đâu vào chậu ấy. À còn có cả cái cây kia nữa cơ. Đấy. 9 cân 4. Xin chào mọi người nha. Em mình vừa đi rừng về là chế cái món chân gà nướng xả giấm tẩm bổ rồi cả đến rừng mới bùng xịt xoạt lạnh quá xương rừng xương nó nhiều quá rừng lạnh có bao nhiêu cái sạc hết rồi mọi người ạ còn bao nhiêu cái út 40 cái cả sơ chế làm sạch anh em nhá. Bật cái canh này em ơi. Đeo vào quay bẩn chân. Chào tất cả mọi người nhé. Này về thay quần áo nhìn phong độ hẳn đi. Thấy gì? Anh không thấy mùi hắc mù lên đây à? À. Xì nước cứng rồi à? Thơm nước mũi lên đây. Kinh nhỉ. Em ăn tiết canh đi. Hôm nay có chân gà, có tiết canh. Lại ăn tiết canh nhá. Chân gà nướng à? Ừ. Út làm như kiểu nhà hàng nhỉ? Bay tùy ra ầm ầm nhỉ? Bay tùy béo vậy. Như bánh trưng. Dập qua thôi. Ừ. Ở quán nó có món chân gà hay chân vịt rút xương nhiều nhỉ? Chân gà này không rút được đâu. Sao không rút được? Chân gà kia nó gà công nghiệp. Gà này là gà ta. Đúng rồi. Nó dai, cứng. Rút cho mà xem à. Ôi giời. Út đám dần xong rồi các bạn này. Cho xả, cho ớt này. Cho giấm mè, cái này nướng giấm mè. Dạ quá ngon luôn. Mẹ còn cái miếng tai à? Bỏ. Mít để lá để băm bụi tiết canh. Luộc các bạn, mẹ cứ cho luộc ở đấy nó phải chín rồi. Cho nó đậm đà. Con này á? Nước mắm cho nó. Ừ. Đấy, còn em bằng quá chất lượng chưa anh em? Anh em thấy sướng chưa? Ít giấm quá quá. À, thế thôi. Nó ngấm mà. Ừ. Ngon nhỉ. Mì ướp nhỉ. Này uống rượu thì hợp lý lắm các bạn ạ. Chất lượng thế. Mít thấy quả thơm uy tín không? Được không? Hôm nay đi rừng mang quả thớt này đi rừng thì băm thịt chuột nhỉ? Tạm sao? Rồi. Mít đây. Mít đang băm bổ tiết canh đúng không?
Đúng nhận sai cay. Và tiết canh bằng nhân phổi đúng không? Đúng nhận sai cay. Và có cả sụn sườn đúng không? Đúng rồi. Đúng nhận sai cay ngay đúng không? Đây là nồi thì luộc đã sôi. Ở nhà thì nó tiện lợi các bạn, làm nó nhanh thôi. Nó có dài không? Dài à? Chắc phải được 2 xiên nhỉ? 2-3 xiên. Mà cái này nó nhỏ, nướng chắc nó cũng chín nhanh thôi. Chiên nguyên vào cái ấy của nó á. Cái phần màng chân á. Ờ đúng rồi. Đấy. Làm cẩn thận tí nó co, nó ấy, nó đứt đi. Của nó chắc người ta nướng kẹp hay sao chứ nhỉ? Nướng kẹp. Chiên chân gà nướng đầu tiên. Sao nó hơi đen nhỉ em nhỉ? Nó thế mà. Cái này nó do cái phổi này nó cắt bị bị cái tiết nó mà sặc vào phổi. Sặc phổi. Nó hơi thâm. Nó lấy tiết phổi à? Ừ. Gà vàng ươm. Cái này mà ngồi lai ra chắc được bền đấy nhỉ anh Vinh nhỉ? Ừ. Hợp lý đúng không? Quá hợp lý, vanh từng ngón đấy. Chín hết chân gà chưa? Em biết. Chuẩn bị bánh tiết canh. Thái thịt nữa là ăn cơm thôi. Thịt này ngon nhỉ? Ui, bì nó dày thế. Bì dày, thịt từ Tết mà. Ngon. Này được ít tiết quá nhỉ? Ít tiết. Chắc phải mổ một con ăn. Các bạn xem video bảo là anh em mình ăn hơi nhiều tiết canh nhưng mà... Nhưng mà yên tâm các bạn ạ. Biết là ăn tiết canh đồ sống hạn chế nhưng mà kiểu bản địa mình ấy cứ không ăn không được ấy chứ. Ăn mãi nó quen rồi. Bộ lợn không có tiết canh thì phí. Còn anh em mà không ăn được thì thôi. Thì không ăn thôi. Còn anh em mình thì cứ chiến thôi. Chứ bệnh tật chữa sau nhỉ anh nhỉ? Đến đâu hay đến đấy. Quan điểm như thế. Bồi nó không được đỏ đâm ra nó hơi thơm tí. Cái canh lợn thì nó dễ đánh rồi. Bây giờ mà bảo út cay tiết canh thì cũng hơi khó đấy nhỉ. Hôm nọ định bà làm lễ không ăn tiết canh nữa nhưng mà không bỏ được. Nên lại ăn lại. Màu mèn phết. Đây tiết canh nha. Tiết canh bồi hơi thơm nên ra là nó cũng thơm theo nhỉ. Nó thơm theo bồi à. Nó thơm theo bồi. Kia thì hôm nay tiết canh nó là tiết canh mạnh. Từ hôm mua thìa là hôm nào có tiết canh. Hôm nay có anh Trường nhá. Anh Vinh này.
Hai đồng chí. Mít vậy. Không, cái hôm mà cách đây mấy hôm à? Có. Ờ có mà. Hôm tối mới có. Không, cái hôm khai trương thìa mới không có anh Trường đúng không? Đúng rồi. Hôm đấy đi diễn ở bên Yên Xô rồi. Đi Yên Xô rồi. Là lấy đà phát cây nữa là cái này. Đấy, thìa đấy anh Trường. Chuyển sang dần bên đấy. Lần này không phải chung thìa nữa anh em, thoải mái đi. Không lo mất vệ sinh nữa. Ờ, mít hôm qua đây này, hôm trước này. Trước này, nào lốt nó bị đi mời đi nhờ. Mời bác nhá. Mời cả nhà đi. Mời tất cả mọi người nhá. Mời anh nhá. Rồi. Có chân gà nướng. Rồi, chân gà. Rồi. Chào Trường nhá. Mời nhá. Mời Trường nhá. Chúc khỏe anh nhá. Quan thì ra. Mời cả nhà đi. Mời các bạn nhá. Đây là có con vòng rồi đeo về rồi. Vẫn rượu ong nhờ mà nhộng ong à? Hạ mãi độ cao chưa hết trò. Ui, thơm thế rượu này. Uống đi em ít. Làm chân gà rút xương đi. À chân gà nướng chứ không phải rút xương. Ăn từ từ nó ngon. Hợp lý phết đấy nhỉ. Cũng mềm thôi không ra đâu. Nghe được cả. Cả xương á. Nghe được cả xương anh chưa ạ? Chưa có đâu. Mềm quá. Ừ, giòn chứ. Bữa nay chưa có măng đâu bác thường ạ. Ừ. Ăn nhiều rồi nhưng chẳng được măng. Làm từ cái mập mập này này, mình sẽ ăn cái mập. Anh Vy ạ, cái mập nó ít thịt. Ừ. Làm cái chân đi, sướng không? Ngon hết đấy. Cháu qua. Cái chân gà này các bạn ạ. Nhà mình chỉ có làm kiểu như này thôi, còn rút xương thì chắc phải có kỹ thuật mới rút được. Anh em ở đây thì tí nữa nhỉ? Ăn kiểu như này thôi các bạn, nhưng mà cũng rất là ngon. Thơm ngọt, mùi hạt dổi. Mít làm clip mà em biết cách trang trí mâm rồi. Với lại trước đầu bếp ấy. Bị đuổi. Làm bị đuổi. Rau này mình ăn trước canh được mà. Ừ. Ngồi nhàn. Nhân tắc. Rau hầu đi ra. Vứa hẳn vứa đẹp bọc. Thế mà thuốc nào thuốc niếc gì đúng không nhỉ? Bác nhỉ? Cái rau thậu ấu nhỉ? Hôm nay ăn chân gà là hợp lý đấy. To đi em. Không phải đổi nó bắt đầu mất cày rồi. Không phải các bạn. Chân này nó cũng mềm các bạn ạ. Nhiều thịt. Tuốt được dễ mà. Ừ. Anh tưởng người ta rút chân vịt chứ nhỉ Minh nhỉ? Vì trong rút được. Gà chứ. Nó thì phần cắt được. Dưới gần này. Đâu kìa. Nhưng chắc phải đi học. Làm đỏ nữa đi mà. Không có đi thôi. Dỉa như kiểu ngan dỉa lông ấy nhá. Mình làm video chắc ít khi ăn chân gà. Các đấy bỏ hoang hay sao anh? Ôi giời, chanh ham trong khi lúc vào anh Trường bảo là chiều á? Chiều nhé. Đâu. Chiều là chuyển đôi anh bảo. Răng phung. Răng phung. Các chưa gặp nhỉ, chắc hôm nay chưa được uống rượu những trường này. Chưa. Đậu là như nào ấy. Tiếp anh Hòa thôi. Muốn chân nhận cười à? Hả, mấy anh cười rồi. Cảm nhận rất là ngon. Hả, bây giờ băm hà là cho cơm bao, cho rác bao. Nó cũng không đến một nỗi chỉ bôi muối ngon nhất. Hả? Bôi muối ngon nhất. Bôi muối nướng chín là này. Vừa tầm đúng không nhỉ? Vừa tầm. Mấy nước nó làm phần không vậy? Rồi. Không cái đấy là nó gì đấy bạn. Rốp rồi. Khô rốp rồi đúng không? Khô hết chết. Chưa gì đã muốn thưởng thức tiếp cành. Bổ tí máu cho nó khỏi bị máu sống về mỗi người một bát. Ba chén nữa ruộng chứ. Đầy rồi. Mời tất cả mọi người nha.
không lên đi em. Rộp rộp luôn nhỉ. Nghe là à mấy bằng to quá. Và anh có đấy mà. Ngọt gì vừa mắm vừa muối không nhạt đâu chị Út. Biết cảm nhận của mình với cái chân gà Út nướng xem nào. Là tủ bỏ nhớ. Nướng được ấy, giòn ấy. Giòn đúng không? Này nó dày như này các bạn. Gia vị hơi nhạt. Hơi nhạt muối anh cho đủ thứ là để chấm mà. Căn để chấm. Dạ. Cứ đi lại ảnh đi đó. Đấy. Sướng chưa mọi người? Sướng. Anh cho quá, cho mình có làm. Anh này là chuẩn bị không chứ thế là. Tạt kim thấu rồi. Ok luôn đúng không? Bác ngon. Mấy ăn tiết canh có cách đây mấy hôm thôi các bạn ạ. Hôm nay lại ăn tiếp. Mấy bát đấy tiết canh ấy bỏ. Ở đâu anh ơi? Hôm nay không ở đâu các Út. Chuẩn đúng không? Bổi chuẩn đúng không? Rồi màu hơi xấu tí thôi nhỉ? Màu hơi thâm. Màu hơi thâm tí thôi. Thâm là theo phía đúng không ạ? Không phải do cái phổi. Phổi nó bị sặc tiết, con này nó bị sặc tiết. Đây mời anh em nhá. Úi, lên cả củ đây này. Thơm như lợn mổ luôn anh nhỉ? Trên này lợn nó dính ấy. Lợn kinh điện. Nó hay sặc. Nó chảy bùn nước rồi nhỉ? Nó thơm. Công nhận là tiết canh ăn mát thật. Đang cay mà hãm chi tiết canh vào đúng không? Bát chanh là phải ăn ngay. Thế em bắt tiết canh mà cái chanh anh Trường ạ. Mà bắt vào bắt nó cảm thấy nó hôi bắt cái canh luôn nhá. Nó lên mùi lên đấy. Vâng nó hôi. Có gì bắt vào ban này. Nhiều người ăn hay bắt chanh. Rất là cái này nha, em cái bò với cái dừa vào ban là lên luôn. Hôi. Còn chanh là vào. Mời tất cả mọi người nhá. Thôi, mời em đi. Hạn cái canh này vẫn chưa được. Đi ra quán á, không có nước trần á, người ta chửi cho ạ. À cái này đông quá, ý là đông quá anh Vinh. Cứng. Cứng đông quá. Không kia rồi. Không có nước chân người ta chửi nữa. Ờ cái này hôm nay đánh khô kỹ luôn nhỉ. Ồ đẳng cấp rồi. Đẳng cấp pro. Nhiều bông thoải mái luôn. Ăn đi. Đấy mình vẫn luôn nói là bảo anh em bảo muốn bỏ tiết canh nhưng mà không bỏ được các bạn. 3 điểm về chỗ. Phải ăn đấy, không đùa đâu, anh em lên miền núi mà. Bỏ mà có thịt gì bỏ mà được ăn chứ không. Anh em lên chỗ mình mà không có tiết canh khả năng không được đâu. Bận lắm. Nhà bao việc. Được anh Vinh, cảm nhận là đầu bếp Vinh. MC. Ê, to thế. Chưa ra chứ. Chưa làm gì. Nào, ta lại ấy nhỉ, sát khuẩn nhỉ. Mời mang em. Không tiết canh nó phải ăn to nó mới sướng. Nó mới tiết canh ở đấy các bạn có cái rau mụ rau thô âu này ăn chất lượng lắm. Anh em nào bị dấu hiệu não màng não ăn cái này khỏi đây mời các bạn nhé.